Nghịch lý Solomon, khi ta thấu hiểu người khác hơn chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một nghịch lý đầy thú vị mang tên Paradox, Solomon Paradox, nghịch lý Solomon, một hiện tượng xảy ra khi ta có thể giải quyết thấu đáo vấn đề của người khác nhưng lại chật vật hoặc bế tắc trong cái vấn đề của chính mình. Vua Solomon biểu tượng của sự trí tuệ và sự sáng suốt. Nghịch lý này thì được đặt tên theo tên của vua Solomon, vị vua thứ ba của vương quốc Israel cổ đại. Ngài được tôn thờ và ngưỡng mộ bởi trí tuệ hơn người, cùng những cái lời khuyên thông thái cho cái vấn đề của thiên hạ. Câu chuyện nổi tiếng về phán xét của vua Solomon là minh chứng cho cái trí tuệ phi thường của ngài. Hai người phụ nữ cùng tranh giành một đứa trẻ. Mỗi người đều khẳng định mình là mẹ ruột của đứa bé. Vua Solomon với cái sự sáng suốt của mình đã đưa ra những cái thử thách, chia đứa trẻ thành hai phần để mỗi người phụ nữ nhận một phần. Ngay lập tức thì cái người mẹ giả đã đồng ý, trong khi đó thì người mẹ thật van xin vua tha mạng cho đứa bé và sẵn sàng trao trả nó cho người phụ nữ kia. Nhờ vậy mà vua Solomon đã nhận ra ai là mẹ của đứa bé. Nghịch lý Solomon, khi ta không ngoan với cả người khác nhưng lại ngu dốt với chính mình. Tuy nhiên, ẩn sau cái câu chuyện này là một cái nghịch lý là vua Solomon dù sở hữu trí tuệ phi thường cũng không tránh khỏi những cái sai lầm trong cuộc sống của chính mình. Ngoài có tới 700 vợ và 300 phi tần và nhiều người trong số họ là người ngoại giáo, điều này dẫn đến việc Solomon thờ cúng các cái thần tượng và vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Nghịch lý Solomon là một hiện tượng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Ta thường dễ dàng đưa ra cái lời khuyên cho người khác, nhìn nhận vấn đề của họ một cách khách quan và sáng suốt. Tuy nhiên, khi đối mặt với những cái thử thách, những cái vấn đề của riêng bản thân, ta lại trở nên mù quáng, cảm xúc lấn át lý trí và khó đưa ra được cái quyết định sáng suốt. Tương tự như vậy, có rất nhiều chuyên gia tư vấn nổi tiếng được biết đến khi đưa ra những cái lời khuyên giải quyết khúc mắc trong cuộc sống của khách hàng, trong khi cuộc sống của họ thì lại rối như tơ tằm. Có một số lý do giải thích cho nghịch lý này, đó là thiếu góc nhìn khách quan khi nhìn vào cái vấn đề của người khác. Thì ta có thể tách biệt cái cảm xúc cá nhân và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Nhờ vậy, ta dễ dàng nhận ra những cái điểm mấu chốt và đưa ra lời khuyên phù hợp. Áp lực và lo lắng khi đối mặt với vấn đề của chính mình, ta thường chịu nhiều cái áp lực và lo lắng hơn. Điều này khiến ta khó suy nghĩ thấu đáo và đưa ra cái quyết định sáng suốt. Thiếu kiến thức và kinh nghiệm, vấn đề của bản thân có thể nằm ngoài lĩnh vực ta am hiểu, khiến ta thiếu kiến thức và kinh nghiệm để có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Ví dụ về nghịch lý Solomon nhé, mình đã xem một cái bộ phim gần đây có tên là The Holdovers của Paul, là một ví dụ điển hình của nghịch lý Solomon, một thầy giáo luôn khuyên dân học sinh về cách sống và học tập và phải trung thực, nhưng bản thân ông đã không có một quá khứ lẫy lừng hay là một cuộc sống viên mãn. Câu chuyện xoay quanh Paul, một người giáo viên trung học danh tiếng, vì một sự cố đáng tiếc anh buộc phải chuyển đến một trường nội trú ở vùng nông thôn để tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Thì nơi đây Paul đã gặp gỡ Angus, một học sinh tài năng nhưng đang gặp khó khăn trong cái việc hòa nhập với môi trường mới. Angus mang trong mình một nỗi sợ hãi khi bị bỏ rơi và luôn lo lắng về việc bị bạn bè xa lánh. Paul nhận ra những cái điểm tương đồng giữa mình, Angus và quyết tâm giúp đỡ cậu học sinh vượt qua những cái tổn thương trong quá khứ. Thông qua những cái cuộc trò chuyện và hoạt động chung trong những ngày lễ, Paul dần dần xây dựng được lòng tin với Angus. Anh khuyến khích Angus tham gia các hoạt động ngoại khóa, còn giúp cậu học sinh có một chuyến đi mùa nghỉ đông tại Boston chất để gặp lại người bố của Angus mắc chứng rối loạn tâm lý, và từ đó đã nảy ra nhiều cái sự gắn kết và thấu hiểu giữa hai người trò và thầy. Được biết, Paul trước kia cũng là một sinh viên trường Harvard danh tiếng, vì một vài lý do xuất thân khiến anh bị đuổi khỏi trường. Sau này khiến Paul luôn nhạy cảm với những cái học sinh con nhà tài phiệt, có tiền là có tất cả. Bộ phim The Holdovers là một câu chuyện cảm động về tình thầy trò, tình bạn và sự trưởng thành. Phim mang đến cái thông điệp ý nghĩa về tầm quan trọng của việc thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua những cái tổn thương trong quá khứ để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng nhau vượt qua nỗi ám ảnh, và bất kể là quá khứ có kém đến mấy thì chúng ta luôn phải hướng tới sự cải thiện bản thân trong mọi hoàn cảnh. Trong lịch sử thì Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, là người có khả năng hùng biện phi thường và luôn đưa ra những cái bài phát biểu rất là tầm ảnh hưởng lớn, truyền cảm hứng cho người khác. Tuy nhiên, ông lại gặp nhiều khó khăn trong việc mà đối xử với vợ con và giải quyết vấn đề nội bộ của gia đình. Lincoln thường xuyên tranh cãi với vợ và con trai của mình, và điều
này ảnh hưởng không ít nhiều đến sức khỏe tinh thần của ông. Bước ra khỏi chính mình để vượt qua nghịch lý Solomon. Nghịch lý Solomon là cái hiện tượng mà ta dễ dàng đưa ra cái lời khuyên sáng suốt cho người khác nhưng lại loay hoay với những cái vấn đề của bản thân. Nghiên cứu của Igor Grossman và Ethan Cross gợi ý một cái giải pháp là tách mình ra khỏi chính mình, nhận bản thân từ cái góc nhìn thứ ba thay vì thứ nhất đã giảm thiểu đáng kể sự bất cân xứng thường thấy trong cái nghịch lý Solomon này. Điều này cho thấy đây không phải là một cái bẫy không lối thoát, ít nhất là trong khuôn khổ của thí nghiệm khoa học xã hội ngày nay, miễn là bạn có thể nhìn nhận bản thân từ góc nhìn của người khác. Tất nhiên, đây không phải là việc dễ dàng, nó giống như là thợ cắt tóc tự cắt tóc của chính bản thân hay nha sĩ thì tự nhổ răng. Nhưng có những cái kỹ thuật bạn có thể thử để tiến gần hơn đến việc bước ra khỏi chính mình. Thứ nhất là nói chuyện với chính mình về bản thân, tâm sự với chính bản thân, tìm một không gian yên tĩnh và nói chuyện với bản thân trước gương về những cái vấn đề của bạn đang gặp phải bây giờ. Hình dung bản thân đang tâm sự với bác sĩ trị liệu chẳng hạn, một người bạn thân, hoặc là thậm chí là trong ngai vàng của vua Solomon. Tuy nhiên hãy cố gắng không nhập vai của mình trong cái kịch bản này, không phải là một người vai chính. Thay vào đó hãy suy nghĩ như là người lắng nghe thay vì người nói, và tưởng tượng vấn đề của bạn sẽ như thế nào để đối với một người khác, một người khôn ngoan hơn chẳng hạn. Cố gắng tách cảm xúc khỏi những cái mô tả của bạn. Mục tiêu ở đây là tìm giải pháp chứ không phải chút bầu tâm sự với chính mình. Sau đó hãy tưởng tượng người khác, người nào đó sẽ khuyên bạn làm gì, tiếp tục những cái bước tiếp theo. Nói chuyện với gương có thể không giúp bạn đưa ra kế hoạch hoàn hảo, nhưng ít nhất sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn mới. Thứ hai là viết nhật ký. Viết nhật ký nhưng chỉ ghi lại những cái sự thật là khách quan này về những cái trải nghiệm của bạn, không cần cố gắng gây ấn tượng với ai cả, chỉ có bạn trong tương lai sẽ đọc những cái dòng nhật ký này. Sau vài tuần hãy đọc lại nhật ký với tâm trí thoải mái hơn. Hãy tìm kiếm những cuốn sách được viết bởi các cái chuyên gia uy tín và có liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải. Thứ tư là thiền và chánh niệm thì có thể giúp bạn rèn luyện được tâm trí, tăng cường sự tập trung và có thể nhận thức, giảm bớt được cái căng thẳng, lo lắng của bạn hiện tại. Điều này có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề của một cách khách quan hơn, sáng suốt hơn, minh mẫn hơn. Để kết luận cho cái video của ngày hôm nay thì trong cuộc sống, nghịch lý Solomon là một hiện tượng phổ biến, nhưng chúng ta có thể vượt qua nó bằng cách tập trung vào việc phát triển khả năng tự nhận thức và khách quan về bản thân. Bằng cách này thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chính mình và đồng thời thì giúp đỡ người khác một cách có ý nghĩa hơn. Mục tiêu của mình là chia sẻ những cái lời khuyên chân thành dựa trên cái chính kinh nghiệm sống của bản thân để cùng nhau hướng đến một cái cuộc sống cân bằng, bền vững, hạnh phúc hơn. Tại sao mình lại chọn chia sẻ những cái lời khuyên này trên blog, video hay podcast? Cuộc sống thì vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, đầy ắp những cái điều bất ngờ và thử thách. Không ai có thể tự hào mình hoàn hảo hay có đủ đáp án cho mọi vấn đề. Trải qua bao nhiêu cái thăng trầm thì mình nhận ra rằng điều quan trọng nhất là tìm kiếm sự cân bằng và học hỏi từ những cái sai lầm của bản thân, từ những người đi trước. Lời khuyên của mình có gì đặc biệt? Không, chẳng có gì đặc biệt cả. Mình không hứa hẹn rằng mọi lời khuyên của mình đều hoàn hảo hay phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, mỗi lời khuyên được xuất phát từ trái tim và những cái trải nghiệm thực tế của mình. Mình luôn tâm niệm rằng cái chẳng có gì là chắc chắn trong cuộc sống, chẳng có gì là mãi mãi cả. Chúng ta luôn đối mặt với những cái điều không thể đoán trước được. Ngày hôm nay thì chúng ta sống cho ngày hôm nay, ngày mai chúng ta không biết được. Học hỏi từ sai lầm. Sai lầm là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chúng ta đã vấp ngã thì chúng ta lại tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Đó là bài học quý giá để chúng ta trưởng thành hơn. Tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn. Đừng ngại tìm kiếm đến những cái người mà bạn tin tưởng, những cái mentor hay là bác sĩ tâm lý, những người có kinh nghiệm dày dặn hơn để được dẫn dắt và chia sẻ. Lời khuyên thì chỉ là một phần thôi, quyết định là ở bạn. Mình tin rằng mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình. Hãy lắng nghe những cái lời khuyên nhưng đừng quên rằng chính bạn là người hiểu rõ bản thân và có quyền đưa ra cái quyết định cho cuộc sống của bạn. Hãy cùng nhau học hỏi và chia sẻ. Mình mong rằng blog, podcast, kênh YouTube của mình sẽ là nơi để chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm cuộc sống quý báu, từ đó hướng đến một cuộc sống cân bằng, bền vững, hạnh phúc hơn. Nếu như các bạn có điều gì muốn chia sẻ thì các bạn có thể bình luận và hãy luôn nhớ không có con đường nào là hoàn hảo cả. Hãy chọn cái con đường
phù hợp với bản thân. Chẳng có ai hoàn hảo, hãy học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình. Cuộc sống là hành trình khám phá mỗi ngày, hãy luôn giữ cho trái tim rộng mở và sẵn sàng học hỏi những cái điều mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy cùng nhau tạo nên một cái cộng đồng tích cực, truyền cảm hứng cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hẹn gặp lại các bạn.